khi Việt Nam tham gia cái hiệp định thương mại tự do thì vấn đề làm thế nào để nông dân có thể tận dụng cơ hội hội nhập đã được đặt ra. Tuy nhiên cho đến nay nông dân Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi thay đổi cả tư duy và hành động. Với diện tích trên 250 hecta sản xuất rau an toàn, nhưng tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, mỗi một thửa ruộng là một loại rau. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng chưa được ứng dụng. Dù nhiều doanh nghiệp khảo sát để liên kết sản xuất đồng nhất sản phẩm theo quy mô lớn nhưng đều thất bại. Một phần bởi đất đai phân tán, việc dồn điền đổi thửa chưa được thực hiện. Hiện nay thì chưa có một cái doanh nghiệp cũng như là một cái công ty nào vào liên kết đối với cả cái sản xuất của hợp tác xã cũng như của bà con nông dân cả. Thì đây là những cái mặt hạn chế băn khoăn chăn trở, cần có sự nghĩa là giúp sức cũng như là cái hỗ trợ của nhà nước. Không chỉ tại Hà Nội mà hầu khắp các địa phương trong cả nước, khó khăn trong chính sách về tích tụ ruộng đất đang là rào cản thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cũng như chính các nông dân khi muốn liên kết hoặc mở rộng sản xuất. Tạo cho cái tích tụ ruộng đất và từ tích tụ đất mới phát triển được cái lĩnh vực nông nghiệp. Người thứ hai nữa là giải quyết cho cái người không, người ta không đam mê làm nông nghiệp, người ta chuyển dịch sang làm dịch vụ và sang phi nông nghiệp. Theo các chuyên gia, tư liệu lớn nhất nông dân phải có là đất đai. Nhưng hiện việc thu gom đất sản xuất rất khó khăn, trong khi đó đầu tư vào nông nghiệp rủi ro lớn, thời gian thu hồi vốn dài nên rất cần nới rộng chính sách đất đai. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ngành nông nghiệp mới chỉ thu hút được 1% số doanh nghiệp vào đầu tư. Về đất đai bây giờ ấy là cho chính sách dồn điền đổi thửa. Cái thứ hai nữa là cho tích tụ dụng đất và cho doanh nghiệp cùng với nông dân tích tụ lại với nhau. Tích tụ lại với nhau thì trên cơ sở nhà nước phải có chính sách. Nó chính sách cụ thể. Ta phải cái quy mô của nó lớn hơn. Chúng ta phải liên kết được chuỗi giá trị. Chúng ta phải đưa khoa học công nghệ mới vào. Để làm quy mô lớn hơn, chúng ta phải tính cái chuyện phải rút được lao động ra. Phải phát triển được ngành nghề nông thôn, kéo công nghiệp dịch vụ về nông thôn để tạo việc làm mới. Thì chúng ta, những người ở lại, người ta mới còn đất được lớn hơn được. Cũng theo các chuyên gia, toàn cầu hóa làm cho cấu trúc kinh tế, trong đó kinh tế nông nghiệp thay đổi, chủ chốt là việc hình thành chuỗi giá trị. Các mắt xích kinh tế không thể tách rời ra được mà phải cộng tác, hợp tác với nhau. Doanh nghiệp, nhà nông, ngân hàng, nhà khoa học đều phải tham gia chuỗi. Muốn làm được như vậy thì ngoài sự chủ động của nông dân thì chính phủ phải kiến một cơ chế chính sách đất đai để nông dân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, bảo hộ quyền sử dụng đất đai mạnh mẽ nhất trong nông dân, doanh nghiệp, có chính sách tín dụng thông thoáng hơn để nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả. 463 xe taxi của hàng chục hãng taxi bị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tước phù hiệu taxi Hà Nội trong thời gian 30 ngày do phạm lỗi lái xe liên tục 4 giờ đồng hồ. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc xử lý vi phạm này căn cứ vào thông tư số 10 của Bộ